Vào đây. Chào sếp. Em ơi, hôm nay trông sếp bảnh thế. Em cứ đùa, anh có bao giờ là không bảnh đâu. Sếp này, hôm nay là một ngày đặc biệt ý, sếp có nhớ không? Anh bận tối mày, tối mặt. Nó làm sao được hả em? Em ơi, thế là không được, ngày đặc biệt là phải nhớ. Sếp có muốn làm cái gì đặc biệt không? Nếu mà anh muốn làm cái điều gì đặc biệt ý, thì thực sự nó liên quan đến em thôi. Sếp lại chỉ được cái hiểu ý em. Hôm nay em sẽ cho sếp cảm thấy sung sướng, thỏa mãn, được lên đỉnh của hạnh phúc. Hôm nay sếp phải cho em vài hôm chuẩn bị nhá. Em ơi, xong chưa? Chuẩn bị lâu thế? Xong chưa? Anh vào nhá. Em ơi, em đâu rồi? Nhất kiếm giang hồ, game chữa lành chính tông.